Nếu đã quá nhàm chán với chiếc bàn ăn trống trải không có điểm nhấn, thì những mẹo trang trí khăn bàn ăn với kiểu dáng độc đáo mới lạ sau đây chắc chắn sẽ là một gợi ý hoàn hảo mà bạn không thể bỏ qua. Nào, cùng bắt tay vào thực hiện ngay thôi. Tiếp tục với kiểu gấp khăn ăn hình hoa hồng. Đầu tiên, hãy trải khăn ăn theo hình thôi, sau đó gấp hai nửa của khăn lại với nhau, gấp khăn xuống theo chiều dọc khoảng 3 cm. Rồi dùng tay cố định và bắt đầu cuộn tròn theo chiều ngang. Cuối cùng, chỉ cần lấy phần khăn đã chừa lại ban đầu, lật ngược lên, bao trọn bông hồng thế là xong. Gấp khăn ăn hình chong chóng. Đặt khăn ăn lên bề mặt bằng phẳng, sau đó gấp tất cả các góc của khăn vào giữa trung tâm. Gấp hai cạnh đối diện bên trái và bên phải vào giữa, sao cho tạo thành một hình chữ nhật. Tiếp tục gấp hai cạnh ngắn của hình chữ nhật về phía trung tâm. Lấy một góc của khăn và kéo ra như thao tác sau đây. Và cuối cùng, hãy làm tương tự với ba góc còn lại để tạo thành một chiếc khăn ăn hình chong chóng nhé. Cách gấp khăn ăn hình túi ba ngăn. Đầu tiên, gấp đôi khăn ăn lại để tạo thành một hình chữ nhật. Sau đó, tiếp tục gấp đôi lại lần nữa theo chiều rộng của hình chữ nhật để tạo thành một hình vuông. Gấp mép của khăn theo hình tam giác như hướng dẫn. Tương tự, lần lượt gấp hai mép của phần khăn còn lại. Và cuối cùng, hãy lật ngược khăn ăn lại, sau đó gấp làm 3 lần để có được thành phẩm xinh xắn như thế này nha. Kiểu gấp khăn ăn hình tay thỏ. Đầu tiên, hãy gấp đôi khăn ăn lại sao cho hai mép bằng nhau, rồi gấp tương tự thêm một lần nữa. Gấp mép bên phải và bên trái của khăn gập xuống sao cho hai mép trên của khăn tạo thành hai cạnh của một tam giác cân. Tiếp đến, gấp hai mép bên dưới nằm trên đường thẳng trung tâm với hai góc đối diện. Lật ngược khăn ăn và gấp góc trên xuống phía dưới, rồi dùng kẹp giấy cố định lại. Cuối cùng, lật khăn lên và sau đó điều chỉnh lại phần tay thỏ sao cho cân đối là được. Kiểu gấp khăn ăn hình bướm bướm. Trước tiên, gấp đôi phần khăn ăn theo hình chữ nhật. Dùng tay giữ mép bên trái và kéo gấp về phía mép còn lại. Làm tương tự với phần mép bên phải. Tiếp tục, gấp hai mép của khăn theo hình tam giác về phía giữa trung tâm. Lật ngược khăn lại và kéo lên trên để tạo thành hình thân bướm. Cuối cùng, hãy gấp phần mép dư ra vào bên trong, sau đó dùng tay đẩy nhẹ hai bên cánh bướm là hoàn thành. Cách gấp khăn ăn hình búp măng. Đầu tiên, hãy gấp đôi phần khăn theo hình chữ nhật. Sau đó từ phần mép phải, lần lượt cuộn khăn vào theo hình tam giác như hình mẫu minh họa. Tiếp tục, hãy bẻ ngược phần khăn phía dưới lên trên và dùng tay điều chỉnh lại hai bên sao cho thành hình búp măng thật cân đối. Tiếp đến là kiểu gấp khăn ăn hình áo sơ mi. Đầu tiên, hãy gập mép bên trái vào chính giữa của khăn và làm tương tự với phần mép bên phải. Từ phần đỉnh khăn, gập xuống một đoạn khoảng 4 cm, rồi bẻ ngược vào điểm trung tâm như minh họa. Gập hai mép khăn ở đoạn dưới sang hai bên. Và cuối cùng, chỉ cần gấp phần khăn lên mép trên và cài vào phần cổ áo thế là xong. Kiểu gấp khăn hình hoa sen. Đầu tiên, hãy trải khăn theo hình vuông, sau đó lần lượt gấp 4 góc vào tâm giữa. Khi đã có được một hình vuông nhỏ hơn, tiếp tục gấp 4 góc vuông vào trung tâm lần nữa. Làm tương tự thêm lần thứ 3 để có được hình vuông nhỏ hơn nữa. Lật ngược hình vuông mới này, rồi tiếp tục gập các góc vuông vào giữa. Dùng một tay để giữ chặt phần trung tâm của hoa sen, tay còn lại nhẹ nhàng kéo các lớp cánh hoa ra. Thế là bạn đã có được thành phẩm rồi đấy.